Không ít người cảm thấy băn khoăn khi mình không vi phạm lỗi giao thông nào nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Điều này có đúng luật không? Video sau đây sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Theo thông tư 65 năm 2020, thông tư của Bộ Công an quy định thì cảnh sát giao thông được phép dừng phương tiện khi trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, theo thông tư này thì có những trường hợp mặc dù không có vi phạm nhưng cảnh sát giao thông vẫn có quyền dừng xe. Cụ thể, một Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp. 3. Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như vậy, theo quy định thì có 3 trường hợp mặc dù không vi phạm nhưng người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, dù cảnh sát giao thông được yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng về nguyên tắc, nếu xử phạt thì cảnh sát giao thông phải chứng minh được lỗi vi phạm của người tham gia giao thông. Nếu các bạn thấy video hữu ích hãy chia sẻ và đăng ký kênh youtube của luật sư thành nguyễn để cập nhật kiến thức mỗi ngày hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo